Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin The Chốt ngày 30 tháng 1 năm 2024. Ngay sau đây, mời quý vị và bạn sẽ cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa. Arteta khẳng định Premier League phải biết ơn Klopp. Cuối mùa giải này, huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ nói lời chia tay với câu lạc bộ Liverpool, kết thúc hành trình 9 năm gắn bó đầy cảm xúc. Những gì mà huấn luyện viên này có được trong thời gian qua nhận được sự ngợi khen và ngưỡng mộ từ nhiều đồng nghiệp cũng như các cầu thủ. Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Thưa quý vị, thuyền trưởng của pháo thủ nhận xét Jurgen Klopp đã làm được rất nhiều điều trong thời gian qua và ông xứng đáng được cả Premier League biết ơn. Tôi nghĩ rằng huấn luyện viên Jurgen Klopp đã giúp nâng cao chất lượng của giải đấu. Nhân cách, lý tưởng và cả sự nhiệt huyết của ông ấy dồn vào từng trận đấu thật sự rất đặc biệt. Klopp đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Premier League. Tôi cũng rất ngưỡng mộ cách mà ông ấy làm việc. Tất cả những ai làm những điều tương tự mà Klopp đã làm tại Liverpool xứng đáng nhận được sự tôn trọng và ngợi khen. Chưa kể nghĩa mộ cũng cần cảm ơn vì Jurgen Klopp thực sự giúp Premier League tốt hơn. Ông ấy thúc đẩy và giúp các huấn luyện viên khác của giải đấu tiến bộ qua từng trận đấu. Liverpool trong tay của Jurgen Klopp cũng biến Premier League trở thành giải đấu hấp dẫn và máu lửa hơn. Từ Tây Ban Nha, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đã đưa ra những phản ứng về quyết định chia tay Liverpool của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Sự việc này quá bất ngờ, nhưng tôi hiểu, vì đôi khi sau một quãng thời gian dài làm việc cùng với một đội bóng và những cầu thủ quen thuộc, động lực của bạn sẽ giảm đi một chút. Đó là điều đã xảy ra với Klopp ở Liverpool, nơi ông ấy đã đưa đội bóng giành những danh hiệu cao quý nhất có thể. Tôi hoàn toàn tôn trọng Klopp vì ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời và ông ấy sẽ tiếp tục cống hiến rất nhiều cho bóng đá. Ông ấy là một trong huấn luyện viên tốt nhất trong 10 năm qua. Trước khi đến với Liverpool thì ông ấy cũng đã làm những điều rất tuyệt vời ở Borussia Dortmund. Tôi chắc chắn rằng sự nghiệp của ông ấy vẫn chưa kết thúc. Casemiro lên tiếng bênh Ten Hag. Thưa quý vị, Casemiro mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn với đài CNN. Anh chia sẻ suy nghĩ của mình về ông chủ mới tỷ phú Slim. Đồng thời, tuyển thủ người Brazil lạc quan cho rằng câu lạc bộ có thể trở lại cạnh tranh các danh hiệu hàng đầu dưới sự lãnh đạo của ông chủ mới. Giám đốc điều hành của Ineos đã mua 25% cổ phần của Manchester United vào tháng trước và cầu thủ người Brazil tin rằng Slim sẽ lại dẫn dắt câu lạc bộ trở lại con đường đúng đắn và hào quang năm xưa. Casemiro cũng cam kết ủng hộ huấn luyện viên Ten Hag, mặc dù mùa giải này đã có rất nhiều biến động. Casemiro tin rằng tâm lý chiến thắng của tỷ phú Slim có thể đưa Manchester United trở lại mức độ cao nhất có thể. Cụ thể thì cầu thủ người Brazil chỉ ra rằng thành công của Slim ở các môn thể thao khác là điều có thể giúp câu lạc bộ tìm lại những vinh quang trong quá khứ sau khi ông mua lại 1/4 cổ phần của câu lạc bộ vào tháng trước. Tất nhiên, ông ấy đã đến thăm câu lạc bộ, ông ấy đã giới thiệu bản thân mình với tất cả chúng tôi. Tôi nghĩ rằng với tâm lý chiến thắng và những chiến thắng của mình trong tất cả các môn thể thao luôn rất quan trọng khi có những người muốn tiếp tục phát triển. Với kinh nghiệm của mình, ông ấy sẽ đưa Manchester United trở lại mức độ cao nhất có thể. Chúng tôi rất khao khát học hỏi, phát triển và đưa câu lạc bộ lên đến đỉnh cao nhất. Bên cạnh việc ủng hộ Slim, Casemiro cũng chia sẻ đôi điều về việc huấn luyện viên Erik ten Hag. Anh tin rằng huấn luyện viên người Hà Lan chính là người tốt nhất có thể đảo ngược tình hình khó khăn của câu lạc bộ. Tôi không phải là người quyết định ai nên là huấn luyện viên của câu lạc bộ. Chúng ta có những người có kinh nghiệm để quyết định điều đó. Nhưng Ten Hag đã chứng minh một trước rằng ông ấy có thể phát triển Manchester United. Mùa trước chúng tôi có sự phát triển rất tốt và đội bóng đang tiến bộ. Tất nhiên, Manchester United luôn cần thêm và thêm, thêm, luôn cần phải giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi đã chứng minh mùa trước rằng chúng tôi có khả năng đạt được những điều tuyệt vời. Trước đó, báo chí Anh đã đưa tin Slim đã phản đối việc MU chi tiền để đưa về những ngôi sao đá lớn tuổi, điển hình là thương vụ Casemiro. Thậm chí chủ sở hữu mới của Man United còn quyết định bán cầu thủ này sang Trung Đông ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Cũng phải thừa nhận rằng là Phúc Du, ngoại hình kể từ khi bước sang mùa giải này đã tròn trịa hơn mùa giải trước rất nhiều. Nó khiến anh nặng nề và dễ bị chấn thương hơn. Với cao thủ lớn tuổi, cân nặng là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và Casemiro cần phải kiểm soát thật kỹ nếu thực sự anh muốn giúp Man United vượt qua khó khăn. Mbappe ra quyết định về tương lai. Tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain được cho là đang chuẩn bị quyết định về tương lai của mình khi kỳ chuyển nhượng tháng riêng sắp khép lại. Theo Diario AS, Mbappe có quyết định tương lai và sẽ đưa ra câu trả lời cho Paris Saint-Germain trong những ngày tới, ít nhất là trong vòng 2 tuần nữa. Đây là động thái tương đối bất ngờ và được cho là sớm nhất, sớm hơn rất nhiều so với lần trước khi mà hợp đồng của Mbappe hết hạn tại các khổng lồ của nước Pháp. Hợp đồng của Kylian Mbappe hiện tại còn thời hạn tới tháng 6 năm 2024. Đã có những thông tin khác nhau về cuộc đàm phán giữa Mbappe với Real Madrid và Paris Saint-Germain. TS tuyên bố rằng PSG chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào cho Mbappe, nhưng đội bóng nước Pháp yêu cầu ngôi sao này nói với họ sớm nhất việc giãn hợp đồng. Được biết mức lương của Mbappe sẽ có khi ở lại, đó là giờ quãng 50 triệu euro trên một mùa, một số quá khủng. Trong khi đó Real Madrid muốn kiểm soát thương vụ Mbappe và muốn mức lương của ngôi sao này tương đương với Jude Bellingham hay Vinicius thôi. Họ vẫn sẽ biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất câu lạc bộ, nhưng sẽ không kiếm được trên 30 triệu euro mỗi năm.
Los Blancos có mục tiêu hàng đầu là Kylian Mbappe, nhưng sẽ không chi quá nhiều tiền để có được anh bằng mọi giá. Và Real cũng không muốn bị bỏ rơi những gì mà Mbappe đã làm với họ ở lần trước. Chủ tịch của La Liga, ông Javier Tebas tuyên bố, Real Madrid có khả năng rất cao sẽ ký được hợp đồng với tiền đạo người Pháp. Liverpool được cho cũng là đang quan tâm, nhưng so với kênh trắng thì lợi thế nghiêng về phía gã khổng lồ của Tây Ban Nha. Mọi quyết định sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân của Mbappe. Đây sẽ là quyết định rất quan trọng với ngôi sao 25 tuổi, không chỉ là mức thu nhập mà câu trả lời của Mbappe sẽ quyết định cho phần còn lại sự nghiệp của anh. Man City có thể bị giáng xuống đá Europa League. Manchester City, đội đã giành được cuốn ba lịch sử trong mùa giải 2022-2023, hiện đang kém Liverpool 5 điểm tại Premier League. Thời gian vẫn đang đứng về phía đội chủ sân Etihad trong một cuộc lật đổ giống như ba mùa trước. Những việc bỏ lỡ trước vô địch quốc nội có thể khiến nhiều hệ lụy hơn là việc sự thất vọng dành cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. City Football Group cũng đang sở hữu cổ phần của đội bóng Girona của Tây Ban Nha và họ đang đứng trong top đầu trong bảng xếp hạng của La Liga. Trong trường hợp đội bóng này vô địch giải đấu cao nhất Tây Ban Nha, nhà vô địch châu Âu Manchester City hoàn toàn có thể không được dự Champions League nếu như chỉ có được vị trí thứ hai tại ngoại hạng Anh. Lý do là bởi UEFA quy định rằng không đội bóng nào thuộc cùng một nhóm chủ sở hữu có thể tham dự giải đấu với nhau. Nếu hai đội làm việc dưới quyền sở hữu chung đủ điều kiện tham gia cùng một giải đấu thì đội có thành tích tốt hơn sẽ được dự Champions League. Vì vậy nếu như Girona vô địch La Liga và Manchester City chỉ kết thúc ở vị trí Á quân Premier League thì đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ phải xuống ở sân chơi Europa League. Kịch bản này mà xảy ra thì đúng là giờ khóc giờ cười dành cho Man Xanh. Nhà nhiều tiền quá, vung tiền mua cả đống câu lạc bộ trên thế giới. Ai dè một trong số đó lại tự dưng đá hay quá và làm ảnh hưởng tới đội chính. Có ý kiến cho rằng Girona buộc phải từ bỏ chức vô địch La Liga để nhường vé dự C1 cho Manchester City nhưng đã bị bác bỏ. Bên cạnh đó thì cũng có những ví dụ về việc UEFA tìm cách lách các quy định về quyền sở hữu. Với việc Leipzig và FC Sandburg được phép thi đấu cùng nhau ở Champions League mặc dù được điều hành bởi Red Bull Group. Dù sao thì Manchester City cũng rất nhiều lần khẳng định công lý sẽ là diễn viên hài. Thế nên người ta chờ xem đội bóng này sẽ lách luật ra sao. Rắc rối Manchester City gặp phải có thể là trường hợp của người hàng xóm Manchester United, tập đoàn Ineos của tỷ phú Sir Jim, người mới sở hữu cổ phần của đội chủ sân Old Trafford, cũng là chủ sở hữu của câu lạc bộ Nice của Ligue 1. Trong trường hợp Man United có vị trí thấp hơn Nice, việc đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag ngồi nhà xem giải đấu cũng là điều rất dễ xảy ra. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giờ chót ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của TVH Vlogs.